Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bên này. Thì bây giờ chúng ta thấy chữ permission nè. Mà phần permission là permission simon. Đó, permission simon nhìn xa xa tưởng là permission. Permission simon nè. Chúng ta sơn đen hết cái chữ này ha, tăng cái thứ chữ lớn lên. Rồi có thể cho nó bold font font nữa, nó không có bold thì mình lớn lên thôi. Được rồi. Và cái tiếp cái hình này nè, cái tự này chúng ta cũng cho lớn lên được luôn. Đó thì yêu cầu nha. Và cái màu của nó không phải là màu màu đó nữa mà màu xám. Double click vô cái màu sắc này. À, chọn màu xám. Như vậy chúng ta có thể mở window color, chọn là color này. Nó chọn màu xám cho nó. Đó, chọn màu xám cho nó nha. Lớn xíu nữa đi. Rồi, sau đó cái giữ entry august này nè thì lớn lên. Bây giờ trước khi lớn á, thì chúng ta định dạng ở trước đã, định dạng ở dưới trước rồi sau đó chúng ta sẽ đổi một lần luôn. Màu sắc thì cho màu sáng là được rồi, có màu sáng này luôn. Rồi bây giờ ở đây nhá, chúng ta thấy là Caribbean Pumpkin Curry nè, chúng ta trước tiên là giãn khoảng cách giữa các hàng cho nó thưa ra trước. Như vậy là mở khoảng cách hàng đã lớn lên xíu này. Đây là khoảng cách giữa các hàng. Như vậy chúng ta làm là khoảng cách giữa các đoạn cơ. Khoảng cách giữa các đoạn thì nó thuộc về cái space before khoảng cách giữa các đoạn. Còn hàng thì có thể chật lại một tí cũng được. Đó. Nhưng mà đoạn thì phải rộng ra. Sau đó thì tất cả luôn cũng được, sơn đen hết tất cả luôn. Thì chúng ta canh left ending á, canh lệ trái á, cho nó thuộc vô. Đây. Để trả thuộc vô nè. Rồi, nhưng mà cái hàng đầu tiên á, được gọi là first line left ending á, là canh dòng đầu tiên á, thì nó lại đi ra. Đó, nó lại đi ra nha. Đó, như vậy ha. Rồi, cái tiếp nữa đó là tất cả những cái dòng đầu tiên này nè, chúng ta cho nó lớn lên. Và cho nó lớn lên thôi. Tạm thì không có thì cho lớn lên. Sẵn tiện chúng ta hút ở dưới cũng vậy nè, sơn đen cái dòng ở dưới. Chúng ta hút hút cái màu hút cái thuộc tính ở trên nha. Sau đó mình quét những cái chỗ nào chúng ta cần làm lớn nó cho lớn theo. Đó, để lớn theo là xong. Nhưng mà cái phông chữ này á, chúng ta đổi sang phông phông Minion đi, phong Minion Pro Pro đi. Tất cả là phong Minion hết đi, phong Minion Regular nha. Riêng cái dòng đầu tiên phải là Minion Semi Pro, nó cho nó sẽ đậm hơn. Rồi chúng ta hút lại nè, đổ lại cho nó hút lại. Rồi sơn đen cho nó đậm hơn thì nó đẹp hơn. Chúng ta đổi phong khác cũng được, miễn sao cho nó đẹp. Rồi ok, tới đây là xong. Rồi kế tiếp thì như vậy ở trên này chúng ta cũng cho nó lớn theo luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ kế tiếp một một vấn đề nữa xảy ra, đó là ở đây chúng ta sẽ có cái chỉ số trên và mấy cái đường tab và canh là phải cho nó. Đó, mấy cái số này chỉ này thôi. Rồi như vậy là cho kỹ lại này, như vậy là nó có cái chỉ số trên là số 25 này, là chỉ số trên này chúng ta sơn đen nó đi nha. Sau đó chúng ta sẽ vô cái bảng ở đây nè, chỉ số trên nè. Hai mươi lăm nó lên trên cao nữa thì mình đẩy lên cho nó. Rồi, ở dưới này cũng vậy nè, mình hút thuộc tính cho nó. Đó, sau đó mình quét cái này cho nó đi lên. Đó. Đó, đã lên trên hết. À, chính xác nha, đó là một một chuyện. Rồi, cái tiếp thì nó nhích ra. Nó đã tác sẵn rồi nè. Đã tác sẵn hết rồi. Như vậy là mình chỉ việc là sơn đen hết toàn bộ cái test này. Sau đó ta nhấn Ctrl Shift T.
Thì ở đây chúng ta canh xem như canh phải đi, canh phải nhắc vô đây cho canh phải đó, thì nó chỉ có một cái một mỗi đoạn nó một một tab thôi, thì một tab nó canh phải hết là được, và đặt dấu chấm ở đây nữa là xong rồi. Xong rồi đó, ok thoát ra rồi, sau đó vô view stream mode review đó, như vậy thầy đã làm xong bài này rồi. Chúng ta thấy là á, y chang này nè, chính xác luôn rồi nè. Rồi ok, xong rồi thì lưu phim lại.